Chào quý vị, chắc nhiều người còn biết có một người Mỹ từng tuyên bố là nếu muốn đánh nhà nước, đánh Cộng sản Việt Nam thì hãy chờ cái thế hệ lớn tuổi, tức là thế hệ từng hừng hực tham gia hai cuộc chiến chống Pháp và Mỹ đó, họ mất đi rồi thì lúc đấy mới quắn được Việt Nam. Thì cách đây mấy năm thì quý vị cũng nhớ là ca sĩ Mai Khôi và Nguyễn Quang A, rồi một ông xe ôm tên Mách và một số người nữa, hay là thằng Vượng Long Mõm Long á, là ứng cử vào đại biểu quốc hội và đều rớt từ vòng gửi xe. Thì bởi vì Mỹ thì các cái tổ chức, các cái thế lực nước ngoài thì nó luôn hướng đến những cái lớp trẻ, những cái người mà còn thiếu kinh nghiệm á quý vị, về chính trị á. Cho nên họ sẽ đẩy những cái nhân vật trẻ lên lãnh để mong lãnh đạo đất nước, để chui cao leo sâu vào, để lật đổ thể chế này, để đưa nước ta đi vào cái sự gọi là rối ren đó quý vị. Thì mời quý vị nghe bài viết. Có hiện nay Ly xin lưu ý, có một nhân vật là lâu nay lùm xùm về vấn đề sửa sử, ngụy sử, thì ứng cử ở khu vực Củ Chi, và còn đây là nhân vật Ly muốn nói về ở Hà Nội. Mời quý vị nghe bài viết. Vài băn khoăn về ứng viên đại biểu Quốc hội Lương Thế Huy. Bài này đăng ngày 28 tháng 4 năm 2015. Mời quý vị nghe ha. Mới đây dư luận xôn xao trước thông tin ông Lương Thế Huy đã tự người này là thuộc về giới tính thứ ba nha quý vị. Mới đây dư luận xôn xao trước thông tin ông Lương Thế Huy đã tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Hà Nội năm 2021 đến 2026. Bất ngờ hơn, sau suốt 2 tháng im ắng, Huy khẳng định trải qua 3 vòng hiệp thương và là một trong 9 người tự ứng cử Quốc hội trong cả nước. Khá băn khoăn. Theo những gì lan truyền trên mạng xã hội thì Lương Thế Huy hiện đang là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì cái viện này chỉ là một tổ chức phi chính phủ. Như vậy, thực chất viện này không được xem là một viện nghiên cứu khoa học học thuật, mà chỉ là một tổ chức xã hội tư nhân. Thế nên, chức danh gọi là viện trưởng sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng ông Huy là một nhà khoa học hoặc quản lý. Bên cạnh đó, được biết Lương Thế Huy là người nắm rõ về luật, nhưng lại có những hành động và phát ngôn mang tính chất cực đoan, bôi nhọ chính quyền, thậm chí là xuyên tạc lịch sử. Như Lương Thế Huy từng mặc áo của Học viện Cảnh sát và nói là trai ngành, hay nói rằng Triệu Thị Trinh, người đàn bà họ Triệu chưa chồng còn Trinh. Xuyên tạc lịch sử, cụ thể là xúc phạm danh nhân, là một hành vi không thể nào chấp nhận được. Đó là biểu hiện của sự vô ơn với Tổ quốc, với dân tộc. Điều này ngay cả người dân bình thường cũng không thể thông cảm, chứ đừng nói là xuất hiện ở người đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Chỉ vài ví dụ nhỏ, thử hỏi những điều đó có đúng với cái gọi là tiêu chuẩn đạo đức tốt mà Huy đăng ký trong hồ sơ tự ứng cử, tức là trong hồ sơ có ghi tự bạn này có ghi dòng chữ là đạo đức tốt. Tôi không kết luận việc Lương Thế Huy có nên trở thành đại biểu Quốc hội hay không, bởi câu trả lời ấy thuộc về bạn, một độc giả tên là Hà Anh. Và mời quý vị nghe một cái bài mà Ly lấy ở trên Facebook. Mời quý vị nghe một bài mà ở trên Facebook Ly chia sẻ về nhé. Đây là một cái bài viết Ly mới chia sẻ về của bạn tên là Ngô Thu Hà. Ngô Thu Hà viết bài tôi đã không định viết gì, tôi đã không định viết vì nghĩ rằng với những gì Huy đã thể hiện trên Facebook, người Hà Nội sẽ sớm cho Huy bay khỏi danh sách, kiểu như Nguyễn Đình Cống hay Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Quang A trước đây. Nhưng thấy Huy lọt vào đến tận vòng này, tôi thấy cần phải có mấy lời. Thứ nhất, ở Huy tiềm ẩn những nguy cơ mà như người đời hay nói, đó là thuật ve sầu thoát xác.
Nghĩa là người ta cố tình, người ta cố tạo một vỏ bọc hoàn hảo để cố chui vào một tổ chức. Sau khi được vào tổ chức sẽ lột xác, thể hiện rõ bản chất của mình. Dù không phải định kiến, nhưng việc cái viện của Huy quản trị có quan hệ mật thiết và nhận tiền tài trợ từ cơ quan viện trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ đã là một chỉ dấu đáng ngờ mà những người quan tâm đến chính trị không thể không nhắc đến. Theo nhiều chuyên gia, cả quốc tế và trong nước, bản chất của cái viện này là một cánh tay nối dài của cơ quan đặc biệt Mỹ, chuyên thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa chính trị các nước khác thông qua chiêu bài viện trợ. Không phải vô cớ mà nước Nga của Putin đã ra lệnh cấm cửa các văn phòng của viện này hoạt động tại Nga sau khi Nga phát hiện ra mối liên quan của cái viện này với các âm mưu cách mạng màu của Nga. Liệu rằng Huy có là một quân bài mà viện này quan tâm tạo dựng? Rất có thể. Nên nhớ, người Mỹ rất quan tâm tới những thế hệ trẻ như Huy. Nhìn Huy, tôi lại chợt nhớ đến Trần Văn Hoàng Phúc, một người cũng đã từng được người Mỹ ưu ái đưa vào chương trình sáng kiến vì thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á. Và sau này thì Phúc trở thành một nhân vật chống đối chính trị, vi phạm pháp luật và đang bị bắt giam. Thứ hai, việc Huy vội vàng xóa một số bài viết có mùi chính trị phản động trên Facebook của mình cũng là một chỉ dấu cho thấy ở Huy có vấn đề. Cây ngay thì không sợ chết đứng, nhưng ngược lại có tật thì giật mình. Phải chăng Huy đang muốn xóa sạch dấu vết để tạo ra vỏ bọc hoàn hảo cho mình? Thứ ba, lĩnh vực hoạt động của Huy như tuyên bố là đấu tranh cho nhân quyền, nghe cũng đã có mùi me tây ở đây. Không phải quy chụp, nhưng lâu nay ở Việt Nam này, những người thực sự hoạt động vì nhân quyền thì người ta không tuyên bố, còn những kẻ luôn vỗ ngực là nhà bảo vệ nhân quyền thì lại toan cánh chống phá đất nước cả. Rõ ràng ở Huy có một mùi gì đó khiến tôi không yên tâm khi cầm lá phiếu bỏ cho anh ta để chui vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Và tôi tin người Hà Nội cũng sẽ rất tỉnh táo và sáng suốt lựa chọn những người đủ tức, đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội. Đó là cái bài viết của bạn Ngô Thu Hà đăng trên Facebook. Cho nên Ly muốn gửi gấp đến quý vị. Bởi vì, và đây là có 53 bình luận và 51 lượt chia sẻ. Ly mời quý vị nghe bình luận nhé. Để chờ để bình luận để hiểu hơn nhé. Của bạn Nguyễn Thị Bích Liên. Nguyễn Bích Liên, cả ba cái điều Huy trình bày trong mục tiêu đều cho thấy ở Huy đang tiềm tàng mục tiêu đấu tranh dân chủ. Việt Nam thừa nhân quyền và dân chủ rồi, thông tin đa chiều là thêm nguồn thông tin tử tế, là thêm nguồn thông tin từ lề trái chống phá Việt Nam. Nhà nước dành cho người dân tộc thiểu số rất nhiều ưu đãi, chứ đâu có phân biệt đối xử mà chống. Một người viết là nhân quyền của thằng này là phải đưa bom đạn qua nước khác thả cơ. Một bạn Phạm Ngọc Thảo nè, tự xóa hết các bài viết đăng trên trang Facebook của mình thì cũng chính hắn lột mặt nạ, tức là nói về Huy ấy, thì cũng chính hắn lột mặt nạ vứt xuống đất để mọi người nhìn thấy đầy đủ rõ ràng hơn bản chất thật của một con người. Trinh Giai Quang Minh, hãy loại ngay kẻ suy đồi đạo đức đồng tính luyến ái này, nó là cánh tay nối dài của các quỷ ngô và các tổ chức hải ngoại nhiều năm qua rồi. Thằng ái nam ái nữ mà cũng vào được Quốc hội lại có tư tưởng phản động nữa. Cái này của bạn Hoàng Lai. Trịnh Nguyên Xuân, cử tri phải hết sức tỉnh táo, đừng để những kẻ cơ hội chính trị lọt vào cơ quan quyền lực nhà nước để phá hoại. Đông Huyền, đường mà Huy chọn không khả thi, vì ở Huy có nhiều màu đi ngược lại với nhân dân. Ly xin lỗi, Ly có điện thoại nhé quý vị. Mời quý vị nghe tiếp ba nữa, nghe tiếp một số bình luận nhé.
Mà thôi bây giờ Ly muốn quý vị lưu ý là người tên Huy này là một người đồng tính luyến ái và hiện nay đã ứng cử vào đại biểu Quốc hội ở khu vực Hà Nội và đã lọt qua 3 vòng rồi. Hy vọng cái clip này của Ly truyền tải đến những cái cử tri Hà Nội và mọi người hãy cẩn thận, đừng để người ta chui cao leo sau vào bộ máy chính quyền để nước mình không trở nên rối ren như một số nước hiện nay quý vị đang thấy. Người dân thì cuối cùng người dân chúng ta là khổ, cho nên cầu mong sau là những cái nhân vật như vậy là sẽ sớm bị loại nha quý vị. Mong rằng cái clip này của Ly truyền tải ra cử tri cả nước, đặc biệt là cử tri Hà Nội. Ly cảm ơn quý vị.